Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài học về đầu tư bất động sản. Thế thì tôi đã hướng dẫn khoảng độ hơn 30.000 học viên trong vòng khoảng độ 7 năm về bất động sản. Và có một cái câu hỏi nhiều người hỏi tôi, đấy là như này: anh ơi, em đang có cái miếng đất A, cái ngôi nhà B, cái tài sản C này này, thế thì bây giờ em nên bán hay là nên giữ? Nên bán hay giữ lại cái tài sản này? Và đây là một câu hỏi rất là hay gặp. Tôi đã có cái tài sản A, tài sản B, tài sản C này, tôi nên bán hay giữ tài sản này? Đấy. Thế thì đây là một cái câu hỏi và đây là một cái vấn đề mà nhiều người gặp, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn qua cái video này. Có một số cách trả lời cho cái câu hỏi này như sau. Cách số 1, tôi ví dụ là bạn có đang có một cơ hội mới hay không? Tôi ví dụ nếu bạn đi đầu tư, nếu bạn phát hiện ra một cơ hội mới, đồng ý, bạn sẽ quay lại, bạn bán cái tài sản kia, bởi vì bạn phát hiện ra cơ hội này tốt hơn. Đấy. Như vậy chắc chắn là việc bán sẽ xảy ra, sẽ phải triển khai. Nhưng ví dụ như nếu câu trả lời của bạn là không, cũng chưa tìm thấy cơ hội mới nào cả, thì có thể bạn sẽ cân nhắc. Đấy là câu hỏi số 1, có cơ hội mới hay không? Đấy, có cơ hội nào tốt, hoặc đã phát hiện ra, hoặc mới phát hiện ra hay không? Câu hỏi thứ hai mà bạn có thể sử dụng là em nên bán hay nên giữ tài sản này, trả lời cho nó là như sau: bạn có cần tiền mặt ngay không, hoặc bạn có cần phải cơ cấu vốn ngay không? Đấy. Tôi ví dụ nếu bạn cần phải cơ cấu vốn ngay, thời điểm này đang là gọi là bạn cần phải cơ cấu vốn, giải quyết vấn đề tài chính, có một khoản nợ sắp phải trả, hàng tháng áp lực trả rất mệt, thì chắc chắn là bạn sẽ phải suy nghĩ về việc bán cái tài sản này, bán cả hoặc bán một phần tài sản này. Đấy. Như vậy câu hỏi số 2 của bạn là bạn có cần tiền mặt không, bạn có phải cơ cấu vốn ngay không? Đấy. Câu hỏi số 3 ở đây là để giúp cho bạn giải quyết là nên bán hay nên giữ. Đấy. Nên bán hay nên giữ là một yếu tố nữa, là nó thuộc về là bạn tính là đây có phải thời điểm phù hợp để bán hay không. Đấy. Ví dụ thời điểm là cả thị trường đang rất sôi động, đã tăng trưởng và bạn cảm giác là nó đã lên đến đỉnh rồi và bạn quyết định ok bán ra. Và cũng có những thời điểm thị trường không sốt nóng, không tốt và giá đang rất là mất giá. Đấy. Rất là mất giá và bạn lại cũng không vội tiền. Đấy. Thì một cái câu hỏi thứ 3 bạn nên đặt câu hỏi là đây có phải thời điểm thích hợp để bán hay không? Đấy. Câu hỏi thứ 4 ở đây nên bán hay nên giữ tài sản này lại? Đấy. Là ví dụ bạn có cái phương án cải tạo giá trị trên đất chưa? Tôi ví dụ là trên đất hoặc trên tài sản, ví dụ bạn có thể add value trên đất, ví dụ đấy là một cái miếng đất to, bạn có thể cải tạo lại, bạn có thể chia ra, hay là trên đất bạn có thể xây một cái loại tài sản nào đấy, xây nhà cho thuê vân vân. Thì nếu bạn có phương án cải tạo trên đất không, nếu bạn có phương án cải tạo add value gia tăng giá trị thì bạn có thể thử nghiệm trước rồi sau đó bạn mới bán thì nó sẽ được giá hơn. Đấy. Hoặc là nó sẽ thanh khoản nhanh hơn. Đấy. Thì đây là một số cái câu hỏi trước khi bạn nên là bán hay giữ. Câu hỏi thứ 5 có thể như này: bạn đã khảo sát tình hình thị trường chưa? Đấy. Tôi ví dụ như nếu bạn khảo sát tình hình thị trường rồi, bạn thấy là tình hình thị trường hiện nay đang rất sôi động, giá có vẻ có chiều hướng đi lên, hay hiện nay cái loại tài sản như của bạn còn đang rất là hiếm, sớm muộn nó sẽ tăng giá vân vân, thì câu hỏi số 5 đây là bạn đã khảo sát tình hình thị trường chưa? Thì với những cái câu hỏi như thế, tôi ví dụ như là có những người thì bây giờ chúng ta có câu hỏi số 1 là bạn có phát hiện cơ hội nào mới không? Không. Bạn không có cơ hội nào mới cả. 2, bạn có vội tiền mặt không? Không. Thứ 3, ví dụ như là đây có phải thời điểm để bán không, thì bạn thấy là thị trường vẫn chưa đến cái đỉnh mà bạn mong muốn. Thứ 4 là tôi ví dụ như là bạn có cái phương án cải tạo gia tăng giá trị bên trên đất hay không, thì câu trả lời là bạn có. Một cái câu hỏi nữa mà tôi khuyến khích bạn là bạn nên đặt câu hỏi trước khi bán là cái mục tiêu của bạn. Đấy. Tôi ví dụ mục tiêu của bạn là cái mảnh đất ngày xưa bạn mua 10 đồng thì bây giờ mục tiêu của bạn là 30% trong vòng 1 năm thì bạn mới bán. Nếu không đạt 30% không bán, thì nếu bạn có một cái mục tiêu rõ ràng như thế thì bạn sẽ loại bỏ rất nhanh khi một khách hàng đến người ta giảm cho bạn một cái giá. Ví dụ như là bạn mua 10 đồng, bây giờ họ giảm 11 đồng, ok, 10% thì không bán. Đấy, rất là đơn giản, dứt khoát, nên bán hay nên giữ. Thì vừa rồi là một số cái gợi ý dành cho bạn khi mà bạn băn khoăn về việc là nên bán hay nên giữ tài sản. Tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn và thành công khi đi đầu tư kinh doanh.